Xin chào mọi người nhé, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Lộc ơi. Hôm nay hãy cùng Lộc ơi đi tham quan ngôi nhà hoa sắc pháo nhé mọi người. Một trong những ngôi nhà khá là đẹp tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng ấy. Năm nào thì cứ đến dịp gần Tết đấy mọi người, thì cái ngôi nhà hoa sắc pháo này nó sẽ nở ra hoa màu vàng rực rất là đẹp nhé. Nguyên một cái căn nhà được bao phủ bởi cái hoa sắc pháo này mọi người. Mọi người nhìn có đẹp không? Đây là một cái căn nhà mà rất hot từ mấy năm nay rồi mọi người. Và năm nay nó chuẩn bị hot lại rồi, khi mà hoa nó bắt đầu nở đúng vào dịp Tết đấy mọi người. Đấy, hoa bắt đầu nở rải rác gần phủ kín hết căn nhà rồi. Đây là một cái ngôi nhà nằm ở xã Lộc An của Bảo Lộc nha mọi người. Còn đây là nhà thờ bờ đờ này, cách cái nhà hoa sắc pháo chỉ một khúc thôi mọi người. Đây có cái kiến trúc rất là độc đáo luôn, theo phong cách của người đồng bào Tây Nguyên đó mọi người. Trước cái ngôi nhà thờ thì trang trí một cái cây mai rất là đẹp này. Anh chị nào có đi tham quan ngôi nhà hoa sắc pháo thì nhớ ghé qua nhà thờ bờ đờ này để check in nhé. Có những cái góc chụp khá là đẹp luôn đấy, một cái nét văn hóa khá là thú vị trong khu vực này. Lộc An thì cũng gần trung tâm thành phố Bảo Lộc thôi mọi người, cách Bảo Lộc khoảng 12 km thôi. Cái ngôi nhà hoa sắc pháo và cái ngôi nhà thờ bờ đờ này vào cái dịp Tết ấy, khi mà hoa nó nở rộ thì rất là thu hút các bạn trẻ đến đây check in nhé. Còn thời điểm hiện tại thì ngôi nhà hoa sắc pháo bắt đầu nở hoa rồi mọi người. Ai mà muốn check in sớm thì có thể lên đầu và đến đây để check in nhé. Còn đây là hình ảnh về cái nhà thờ bờ đờ này mọi người. Đó, khá là đẹp ấy. Nhìn một cái lối kiến trúc khá là độc đáo luôn. Hiếm có ngôi nhà thờ nào có cái kiến trúc độc đáo như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi dạo một vòng quanh cái nhà thờ xem có cái gì trong đây nhé mọi người. Đây, điểm nổi bật là cái ngôi nhà thờ với những cái nét kiến trúc mang đậm hình ảnh của Tây Nguyên đúng mọi người. Đây thì cái nhà thờ bờ đờ và cái ngôi nhà hoa sắc pháo rất gần nhau luôn đấy. Vì vậy khi đến đây thì mọi người nhớ check in hai địa điểm này luôn nhé. Đường cũng rất là dễ đi. Đường to, xe hơi vào được nhau mọi người. Đường thì chảy nhựa rồi nên chúng ta đi rất là thoải mái. Thì càng gần đến Tết đấy mọi người, thì ở Bảo Lộc sẽ có rất là nhiều các địa điểm thu hút khách du lịch nhé. Đặc biệt là những cái địa điểm mà rất là hoang sơ và tự nhiên đó mọi người. Thì đợt vừa rồi thì có cái mùa hoa phượng vàng ngay tu viện Bát Nhã mọi người. Không biết thì có anh chị nào đã đi check in mùa hoa phượng vàng tu viện Bát Nhã chưa? Nếu có thì comment bên dưới cho Lộc biết với nha. Còn đây là cái mặt sau của ngôi nhà thờ này mọi người. Kiến trúc khá là đẹp luôn đấy. Rất là nhiều góc để mọi người có thể check in chụp hình nhé. Nhìn vậy thôi chứ lúc lên hình rất là đẹp đấy mọi người. Đấy, ngôi nhà thờ với cái mái rất là cao kìa. Đằng trước có một cái cây hoa liễu rất là đẹp luôn. Thì Bảo Lộc mùa này thì không có mưa ấy mọi người, nên thời tiết khá là hanh và khô nhé. Nhưng mà không khí thì nó vẫn mát mẻ thôi. Anh chị nào có dịp đi Bảo Lộc mùa này và Tết Giáp Thìn 2024 thì nhớ đến địa điểm này để check in nhé. Đây là cái khuôn viên của ngôi nhà thờ bờ đờ này anh chị. Nhìn khá là đẹp đúng không? Khá là lạ luôn đấy. Không phải ngôi nhà thờ nào cũng có cái kiến trúc như thế này đâu. Đi một vòng xung quanh đây
rất là nhiều cái góc để chụp hình khá là đẹp. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi lên lại cái khuôn viên chính của nhà thờ nhé. Ngôi nhà thờ này xây dựng cũng khá là lâu rồi mọi người. Đứng ở đây có thể nhìn được khung cảnh xung quanh khá là đẹp ấy. Lộc An thì mới vừa được sáp nhập vào thành phố Bảo Lộc đó mọi người. Thời xưa thì Lộc An là của huyện Bảo Lâm. Tuy nhiên để mở rộng địa giới hành chính của thành phố Bảo Lộc thì đã sáp nhập Lộc An, Lộc Thanh vào với thành phố Bảo Lộc. Khu vực Lộc An này thời gian tới chắc chắn sẽ rất là phát triển mọi người. Cách trung tâm thành phố Bảo Lộc chỉ 12 km thôi, dọc tuyến quốc lộ 20 đi Đà Lạt ấy. Thì anh chị nào có dịp đi du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Bảo Lộc hoặc Đà Lạt ấy, thì ghé vào cái ngôi nhà hoa sắc pháo này để check in nhé. Tại vì nó cũng gần quốc lộ 20 thôi, từ quốc lộ 20 vào khoảng 2 km thôi, và đường nhựa chạy đến tận nơi nhé mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ chạy vòng đến ngôi nhà hoa sắc pháo để xem hiện tại nó đã nở hoa chưa nha mọi người. Cũng rất là nhiều người đến đây để tham quan check-in này. Cũng khá là thú vị luôn mọi người. Đó, đây là cái nhà thờ bờ đờ này. Ở ngoài thì đường đã chảy nhựa và người dân ở khá là đông luôn đấy. Đấy, mọi người nhìn xa xa đó là ngôi nhà hoa sắc pháo kìa. Chạy lên một tí nữa thôi, chỗ cái xe hơi đang đậu đó mọi người. Trong khu vực này thì người dân ở khá là nhiều, đa số là người đồng bào. Đó, đây là hình ảnh về ngôi nhà hoa sắc pháo này. Cũng có nhiều bạn trẻ đến đây check in nè. Lộc sẽ quay một vòng cái ngôi nhà này cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nha. Đây, hoa cái góc này nở khá là đẹp rồi nè. Còn cái góc đằng trước thì nó chưa nở rồi nha. Chắc còn khoảng một tuần nữa thôi là hoa nó sẽ nở, nó đỏ rực cả một cái góc trời ở cái ngôi nhà này luôn đó. Ngôi nhà khá là nhỏ và những cái cành hoa sắc pháo nó bắt đầu nở bao quanh ngôi nhà khá là đẹp. Còn đây là hình ảnh về cái cây hoa hồng phấn này. Anh chị nào đến Bảo Lộc mùa này thì có rất là nhiều địa điểm để tham quan du lịch nhé. Còn đây là hình ảnh về chợ hoa Bảo Lộc, nằm ngay trung tâm luôn. Hoa năm nay hoa đào, hoa mai này, hoa giấy rất là đẹp. Những anh chị nào đang ở Bảo Lộc muốn mua hoa chơi Tết thì có thể ghé chợ hoa lớn nhất Bảo Lộc để tìm cho mình những cây mai, cây đào về chân Tết nha mọi người. Ở video Lộc ơi xin dừng lại ở đây nhé. Nếu mọi người thấy video hay thì nhớ like và đăng ký kênh của Lộc ơi để đón xem những video mới nhất trong những chuyến hành trình của Lộc ơi. Cảm ơn mọi người.